Số liệu cập nhật từ Bộ Tài chính cho biết tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn gặp khó, dù các bộ ngành đã có nhiều nỗ lực. Tính đến hết tháng 7, các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân ước đạt 52%. Tính đến hết tháng 7 năm 2024, các chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân được hơn 10.300 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch vốn. Ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 8 năm 2024 là hơn 13.800 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch vốn. Có 7 tỉnh đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, dưới 20%, trong đó Bình Phước là tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp nhất, 8%. Các tỉnh còn lại có tỷ lệ giải ngân từ 10% trở lên và dưới 20%, gồm Thái Bình 18%, Phú Yên và Hòa Bình 15%, Hà Tĩnh 13%, Cà Mau 12%, Nam Định 10%. Bộ Tài chính đang tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời nguồn vốn đến với những nhiệm vụ dự án giúp cho người dân, nhất là người dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, tiểu dự án thành phần, cơ quan chủ trì hướng dẫn quản lý vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân các tỉnh ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành đầy đủ cơ chế chính sách và kịp thời hướng dẫn tổ chức triển khai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về lộ trình điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố theo Luật Đất đai năm 2024. Lộ trình điều chỉnh bảng giá đất này được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chia thành 3 giai đoạn. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương này đã quyết định lựa chọn phương án điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Phương án này được thực hiện trên cơ sở dữ liệu giá đất hiện có, được chắt lọc từ các nguồn như giá đất để bồi thường, giá đất tái định cư, giá đất cụ thể đã được Ủy ban Nhân dân các cấp phê duyệt và giá đất chuyển nhượng thực tế từ cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan thuế. Từ đó, đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh bảng giá đất theo quy định tại Điều 158 Luật Đất đai 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Bảng giá đất được Thành phố Hồ Chí Minh chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ mùng 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 để phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố. Bảng giá đất điều chỉnh được thực hiện đúng theo trình tự quy định tại Nghị định số 71 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất. Giai đoạn 2 từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất áp dụng lần đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, theo quy định tại Luật Đất đai 2024. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 trở đi, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo, quy định tại Luật Đất đai 2024. Chỉ chưa đầy một tháng nữa là tới Tết Trung Thu 2024, những ngày này thị trường bánh Trung Thu trên cả nước chính thức bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Song đây cũng là thời điểm các gian thương sản xuất, buôn bán các mặt hàng bánh Trung Thu kém chất lượng, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người tiêu dùng. Đây là gần 5.000 bánh Trung Thu nhập lậu bị đội quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ vào trung tuần tháng 8. Các sản phẩm này đều không có tem, nhãn mác, bao bì in chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Từ đợt cao điểm về Trung Thu thì đội đã kiểm tra xử lý gần 10 vụ. Cái công việc khó khăn đầu tiên đối với anh em trong quản lý thị trường đó là cái việc chính xác. Vì hầu hết bây giờ hàng hóa là vận chuyển theo người ta kinh doanh online, cho nên là việc mà kinh doanh đối với hàng hóa này nằm trong các ngõ sâu và trong các cái tòa nhà chung cư, mất thời gian để mà chính xác. Để ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, từ nay tới Trung Thu, lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng mặt hàng này. Với cái chức năng nhiệm vụ của mình, lực lượng quản lý thị trường cũng đã có những kế hoạch và có những chỉ đạo từ trung ương đến địa phương để làm sao bảo đảm cái việc an toàn thực phẩm. Trước tình đó thì chúng tôi khuyến cáo với người dân là khi chúng ta mua bánh Trung Thu thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải mua của các cái thương hiệu nổi tiếng có từ lâu đời. Cái thứ hai là chúng ta sẽ không mua các cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi mua sản phẩm cần xem rõ các thông tin, lựa chọn những thương hiệu uy tín, tránh mua hàng trôi nổi, không có giấy tờ kiểm định. Khi có nghi ngờ về chất lượng sản phẩm nên báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.
hợp tác nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân luôn là mục tiêu xuyên suốt của ngành nông nghiệp trong nhiều năm qua. Thế nhưng ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới sáng tạo chỉ đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, con số hạn chế so với mức 50% của các nước phát triển. Thực hiện đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản đã đưa ra thị trường rất nhiều giống thủy sản có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Cùng với đó là công nghệ nuôi thân thiện môi trường, giảm phát thải CO2. Viện thì và trường đặc biệt chủ yếu là giáo dục và nghiên cứu, phải gắn liền với các doanh nghiệp để làm về sale, về làm về bán hàng. Nhưng viện cũng không thể đi bán hàng và trường cũng không thể bán hàng vì cái đấy nó đi vào chuyên nghiệp. Nên chúng ta cái chuỗi đó chúng ta phải rất nhiều người góp sức. Nếu mà chỉ quan niệm là viện là làm và bán thì tôi cho rằng hoàn toàn thất bại. Việc đặt hàng từ các doanh nghiệp là động lực để các nhà khoa học bắt tay ngay từ giai đoạn nghiên cứu. Doanh nghiệp khi họ có mong muốn để tạo ra được một cái sản phẩm tốt thì họ sẽ đi tìm đến các cái đơn vị mà có thể hỗ trợ cho họ. Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đầu tư được một cái phòng lab tốt, mà trong khi đó thì cái nguồn lực với các phòng lab hiện nay đang tồn tại ở các trường với các viện thì đang rất là nhiều. Cần tiếp tục kết nối để tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ và chuyển giao vào thực tiễn, mang lại lợi nhuận cho bà con nông dân, đồng thời gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để làm sao những cái đề tài nghiên cứu thực sự mang tính khả thi và nó đến được thị trường, thì các địa phương khi mà được thụ hưởng những cái sản phẩm công nghệ thông qua các doanh nghiệp trên địa bàn mình, thông qua hợp tác xã trên địa bàn của mình, có thể sẽ bổ sung những chính sách, những cái cơ chế để hỗ trợ để làm sao người có sản phẩm nào đó, nhưng mà làm sao để doanh nghiệp ở địa phương mình, hợp tác xã địa phương mình được tiếp cận cái đó. Giai đoạn từ 2013 đến 2023, ngành nông nghiệp đã đưa vào sản xuất 233 giống mới, công nhận 192 tiến bộ kỹ thuật, 82 sáng chế, giải pháp hữu ích, khoa học công nghệ được ứng dụng trên tất cả các lĩnh vực từ trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, đã góp phần phát triển ngành nông nghiệp bền vững.